bị la mắng sau cú ngã của em gái trong đám giỗ, thiếu niên 15 tuổi nhẫn tâm tiễn cha ruột đi xa. Mới đây vào ngày 8 tháng 8, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, người ta vừa ngỡ ngàng vừa xót thương khi thấy nhân vật đứng trước vành móng ngựa là một cậu thiếu niên mà còn trẻ măng. Ấy vậy mà chính cậu lại là nghi can trong vụ việc cha ruột bị sát hại. Cậu chính là Nguyễn Đề Hát. Vốn dĩ, ngày 17 tháng 3 là một ngày họp mặt vui vẻ của gia đình khi cậu cùng bố và em gái sang nhà chú ruột để ăn giỗ. Đám giỗ rất vui, có sự tham gia của cả đại gia đình và có cả mặt của ông nội Hát. Ăn xong, Hát và em gái ra võng nằm chơi. Trong lúc hai anh em nô đùa, bé gái không may bị ngã, nên ông Dũng là bố của Hát là rầy con trai và dùng tay tác động vào mặt Hát. Trước đông người họ hàng trong đám giỗ, hai cha con không giữ được bình tĩnh mà sinh ra cự cãi nhau. Hát tức giận đạp xe về nhà. Ngỡ tưởng như vậy là xong chuyện, nhưng điều chẳng ai ngờ đến nhất đã xảy ra. Một lúc sau, Hát quay lại bữa tiệc, tay cầm hung khí tự chế dài khoảng 50cm, đâm vào tai xuyên qua vùng cổ của cha mình. Ngay sau đó, ai nấy hoảng hốt, bàng hoàng, vội vàng can ngăn rồi đưa ông Dũng đi bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, ông đã không qua khỏi. Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đề Hát, 15 tuổi, 11 năm tù về tội giết người. Thật đau lòng cho một gia đình và tương lai của Hát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật và khám phá những tin tức thú vị.